Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Mông Cổ sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 19 tháng 9 theo giờ Việt Nam trên sân Linping Sports Center, Hàng Châu, Trung Quốc. Bảng B của Olympic Việt Nam có các đội Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Trong số này, Saudi Arabia và Iran về lý thuyết mạnh hơn nhiều so với đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chỉ có Mông Cổ yếu hơn Olympic Việt Nam. Chính vì thế, Mông Cổ chính là đối thủ lý tưởng nhất để đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn giành chiến thắng ở vòng đấu bảng giải năm nay. Cũng về lý thuyết, nếu Olympic Việt Nam đánh bại Mông Cổ, khả năng cao chúng ta ít nhất sẽ đứng thứ 3 tại bảng B, ít nhất sẽ có vé vớt để vào vòng 1/8. Theo điều lệ của nội dung bóng đá Nam ASEAN 19, hai đội dẫn đầu mỗi bảng và bốn đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất thuộc 6 bảng đấu sẽ giành quyền vào vòng tiếp theo. Hiện tại, do hai đội thuộc bảng C gồm Afghanistan và Syria đã rút lui, nên bảng C chỉ còn có hai đội gồm Uzbekistan và Hong Kong, Trung Quốc. Olympic Uzbekistan và Hong Kong đương nhiên có vé vào thẳng vòng 1/8. Bảng C cũng không còn đội đứng thứ 3, nên cửa vào vòng trong của Olympic Việt Nam càng lớn. Nếu chúng ta đứng thứ 3 tại bảng B, 4/5 đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu giành vé đi tiếp. Về mặt thực lực, bóng đá Mông Cổ chưa bao giờ được đánh giá cao ở các giải quốc tế. Thứ hạng hiện tại của đội tuyển Mông Cổ trên bảng xếp hạng FIFA là 183, thấp hơn rất nhiều so với hạng 95 của đội tuyển Việt Nam, tính đến trước khi có bảng xếp hạng tháng 9 của FIFA. Tại vòng loại giải U23 châu Á cách đây ít ngày, U23 Mông Cổ với thành phần tương tự như thành phần dự ASEAN 19 thậm chí còn thua U23 Campuchia 1-2.